Masha và chú gấu xiếc là một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng mà hầu hết những đứa trẻ đều đã từng xem qua. Bộ phim hoạt hình này được chiếu lần đầu tiên ở Nga vào năm 2009. Ban đầu Masha và chú gấu xiếc chỉ được chiếu ở Nga, thế nhưng sau khi nó nổi tiếng trên toàn thế giới thì nó đã được dịch ra khoảng 42 thứ tiếng khác nhau. Thế nhưng các bạn có biết rằng bộ phim hoạt hình này được dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật không? Thực ra phim hoạt hình được lấy cảm hứng từ những nhân vật có thật nó không phải là một điều gì quá xa lạ nữa. Thế nhưng Masha và chú gấu xiếc thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vì nhân vật cô bé Masha ngoài đời thực đã phải chịu một cái kết vô cùng bi thảm. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm rõ cho các bạn 3 phần về Masha và chú gấu xiếc. Đầu tiên là nội dung của bộ phim hoạt hình mà đến nay vẫn còn đang được chiếu trên TV. Thứ hai là câu chuyện dân gian của Nga về cô bé Masha. Và cuối cùng là sự thật đau buồn về nhân vật Masha ngoài đời thực. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên. Trong bộ phim Masha và chú gấu xiếc thì Masha là một cô bé vô cùng năng động, đến mức mà tất cả những loài động vật trong khu rừng đều cảm thấy sợ cô bé. Một ngày nọ, Masha đi lang thang và lẻn vào trong một túp lều bên trong khu rừng. Túp lều đó thuộc về một con gấu làm xiếc đã giải nghệ. Khi chú gấu trở về, nó đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Masha đang ở bên trong nhà mình. Chú gấu ban đầu đã dùng mọi cách để đuổi cô bé về nhà, thế nhưng mà cô bé không chịu. Và rồi sau một khoảng thời gian thì Masha và chú gấu xiếc cũng đã trở nên thân thiết với nhau và họ bắt đầu những chuyến phiêu lưu cùng nhau trong khu rừng. Thế nhưng hai nhân vật này trong câu chuyện dân gian của Nga thì lại xuất hiện hoàn toàn khác. Masha là một cô gái sống trong một ngôi làng nhỏ ở Nga cùng với ông bà của mình. Mỗi ngày thì cô gái sẽ cùng bạn của mình vào rừng hái nấm và hoa quả. Một hôm Masha cũng xin phép ông bà mình cùng với bạn vào rừng như thường lệ. Thế nhưng lần này thì họ quyết định đi sâu vào trong rừng hơn. Ông bà đã đồng ý, thế nhưng họ đã cảnh báo cô về một con gấu vô cùng hung dữ sống trong rừng sâu. Masha đã hứa với ông bà mình sẽ biết giới hạn, thế nhưng sau khi vào rừng thì cô ấy đã lạc mất bạn của mình. Chỉ còn một mình và quá sợ hãi, cô gái đã gào thét không ngừng nhưng vô dụng. Trời đã về khuya và Masha tìm thêm một túp lều cũ kỹ. Ban đầu thì cô gái nghĩ rằng đó chỉ là túp lều của một người dân trong làng. Thế nhưng sau khi cô bước vào thì cô mới biết rằng nó thuộc về một con gấu khổng lồ, loài sinh vật đáng sợ mà ông bà cô vẫn cảnh báo cô phải tránh xa. Masha đã cố gắng chạy khỏi đó nhưng con gấu đã ngăn cản cô rời đi. Nó đã bắt cô gái như một con tin. Con gấu yêu cầu Masha phải nấu đồ ăn cho nó mỗi ngày, nếu không thì cô sẽ trở thành thức ăn của nó. Ngày nào Masha cũng khóc, thế nhưng cô sớm nhận ra rằng đó không phải là cách giúp cô có thể thoát khỏi nơi này. Cô gái đã nghĩ ra một kế để lừa con gấu to xác. Cô đồng ý sẽ nấu ăn cho nó mỗi ngày với một điều kiện rằng mỗi sáng nó phải ra ngoài để thu thập những nguyên liệu mà cô cần cho việc nấu nướng. Khi con gấu dần trở nên mất cảnh giác thì đó cũng là lúc cô thực hiện ý đồ của mình. Một ngày nọ, cô gái đã làm rất nhiều bánh nướng và đợi khi con gấu trở về thì cô đã xin phép nó được mang bánh về cho gia đình, sau đó thì cô ấy sẽ trở lại ngay. Thế nhưng con gấu không cho phép, nó nói với cô gái rằng nó sẽ đích thân mang bánh tới làng. Masha đồng ý, thế nhưng cô đã đưa ra một điều kiện rằng trong suốt quãng đường đi, nó không được phép mở chiếc giỏ ra. Cô còn dặn nó rằng đừng hòng qua mắt cô vì cô sẽ trèo lên một chiếc cây cao và quan sát suốt đường đi của nó. Khi con gấu ra ngoài để chuẩn bị cho cuộc hành trình thì Masha đã nhân cơ hội chui vào trong chiếc giỏ. Như lời hứa, con gấu mang chiếc giỏ trên lưng và tiến thẳng về phía ngôi làng. Khi nó vừa đến làng và chỉ vừa đặt chiếc giỏ xuống thì một đàn chó hung dữ đã sủa và chạy đuổi con gấu ra khỏi làng. Cuối cùng Masha chui khỏi chiếc giỏ và cô ấy đã đoàn tụ với gia đình của mình. Đó là câu chuyện dân gian về Masha và chú gấu. Còn giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện có thật về nhân vật chính. Người ta kể rằng vào những năm 1820, có một cô gái nhỏ tên là Masha sống trong một ngôi làng nhỏ ít người. Câu chuyện bắt đầu khi một đoàn xiếc đến ngôi làng và cô bé đã rất hào hứng với sự xuất hiện của một con gấu khổng lồ. Masha đã nằng nặc đòi bố mẹ cho đến rạp xiếc để được xem phần trình diễn của con gấu khổng lồ có tên là Anatoly. Đêm đó thì bố mẹ cô đã đồng ý đưa cô bé đến rạp xiếc, thế nhưng cô bé lại bỏ lỡ mất phần biểu diễn của chú gấu. Masha rất buồn, thế nên cô bé đã bỏ ra khỏi rạp một mình. Khi vừa ra khỏi đó thì cô đã nhìn thấy một chiếc lồng sắt rất lớn và Masha đã vô cùng vui sướng khi bên trong là con gấu Anatoly khổng lồ mà cô vẫn muốn gặp. Cô bé đã cố gắng mở chiếc lồng để thả con gấu ra vì đầu óc non nớt của cô nghĩ rằng đó chỉ là một con vật thú cưng bình thường. Sau khi tìm được chìa khóa, Masha đã mở chiếc lồng, thế nhưng con gấu đã tấn công cô ngay lập tức và Masha đã không thể qua khỏi sau vụ đó. Từ sau sự cố này thì chính phủ Nga đã ra sức cảnh báo những bậc phụ huynh về sự nguy hiểm của những chú gấu. Họ bắt buộc phải giữ con gái mình tránh xa loài động vật hoang dã nguy hiểm này. Trong video ngày hôm nay, ngoài câu chuyện về Masha và chú gấu xiếc thì mình cũng muốn kể cho các bạn nghe 3 câu chuyện creepypasta mà mình thấy khá là thú vị. Câu chuyện đầu tiên,
Khi tôi và em gái tôi còn nhỏ thì chúng tôi sống trong một trang trại cũ kỹ. Chúng tôi ở với cha vì mẹ đã qua đời từ lâu. Chúng tôi có thể dành cả buổi chiều để leo trèo trên cây táo ở sân sau. Thế nhưng điều chúng tôi thích nhất ở trang trại này là nó có một hồn ma. Chúng tôi gọi cô ấy là mẹ vì hồn ma ấy dường như rất tốt bụng và chu đáo. Và mỗi buổi sáng thức dậy thì chúng tôi đều nhìn thấy trên tủ cạnh đầu giường có một chiếc cốc. Bà ấy đã để chúng ở đó, có lẽ vì bà ấy lo sợ rằng chúng tôi sẽ bị khát nước vào ban đêm. Mẹ rõ ràng chỉ muốn chăm sóc chúng tôi mà thôi. Khi chúng tôi vừa mới chuyển đến trang trại thì trong căn phòng ngủ có một chiếc ghế gỗ khá là cũ kỹ. Thế nhưng thay vì vứt nó đi thì chúng tôi đã kê sát nó vào bức tường ở trong góc phòng. Bất cứ khi nào chúng tôi học bài thì mẹ sẽ nhích dần chiếc ghế đó về phía trước, ngang qua phòng và tiến thẳng về phía chúng tôi. Đôi khi thì bà ấy sẽ xoay sở để di chuyển nó ra giữa phòng. Nhiều năm sau, rất lâu sau khi chúng tôi đã dọn đi nơi khác thì tôi đã tìm thấy một tờ báo nói về người chủ đầu tiên của trang trại. Đó là một quá phụ, bà ta đã độc hai đứa con của mình bằng cách cho chúng uống một ly sữa độc trước khi đi ngủ. Sau đó thì bà ta đã tự kết liễu đời mình bằng cách treo cổ trên thanh xà ngang. Bài báo đó bao gồm một bức ảnh chụp căn phòng ngủ với thi thể của người phụ nữ đang treo trên thanh xà ngang. Bên dưới là một chiếc ghế cũ kỹ bị xô đổ ngay chính giữa căn phòng. Câu chuyện thứ hai kể về một người đàn ông bị mắc chứng mất ngủ mãn tính. Một đêm nọ, anh ta đã trằn trọc trên giường nhiều giờ đồng hồ mà vẫn không thể dỗ mình đi vào giấc ngủ. Anh ta xoay người và nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ ngay bên cạnh giường. Anh ta đã nhìn thấy hai ngọn đèn đường từ đằng xa và sau khi dán mắt vào đó một lúc thì anh ta cũng lịm đi. Đêm hôm sau, người đàn ông lại thao thức vì chứng mất ngủ trầm trọng. Nhớ lại cái cách mà mình đã thử đêm hôm qua, anh ta lại xoay người và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở đó vẫn là hai ngọn đèn đường. Anh ta nhìn chằm chằm vào nó một lúc và cuối cùng chìm vào giấc ngủ yên bình. Đêm hôm sau, một lần nữa lặp lại, anh ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ và tìm ngọn đèn đường. Thế nhưng lần này, hai cái bóng bắt đầu chớp nháy chậm chậm. Người đàn ông cho rằng có thể bóng đèn đã bị chập và khi mắt anh ta nhắm nghiền thì hai chiếc bóng đèn cũng tắt ngấm. Anh ta thức dậy vào sáng ngày hôm sau và cảm thấy tinh thần cực kỳ khoan khoái. Anh ta ngồi dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ và tìm chiếc đèn đường, hy vọng rằng có ai đó đã đến sửa nó. Nhưng không, không có một chiếc đèn đường nào ở đó cả. Anh ta đã dớn hẳn người ra bên ngoài để tìm nhưng vẫn không thể nhìn thấy một chiếc đèn đường nào hết. Sau đó, người đàn ông nhìn xuống và nhận ra có một vết chân lún rất sâu ngay bên ngoài bậu cửa sổ. Như thể là có ai đó đã đứng ở đó rất lâu. Đây là một câu chuyện đáng sợ cho những ai nuôi mèo, đặc biệt là những chú mèo đen. Câu chuyện này kể về một chú mèo đen có tên là Moon. Moon sống với người chủ của mình, một cô gái trẻ có tên Linh. Họ mới chuyển đến một căn hộ nằm ở trung tâm thành phố. Linh rất yêu thương Moon và đối xử với nó như con cái của mình. Thế nhưng có thứ gì đó về Moon mà Linh vẫn chưa hiểu hết được. Một đêm nọ, Linh thức dậy vì tiếng Moon kêu rất dữ dội. Cô rời khỏi giường và đi tìm kiếm, thế nhưng không thể tìm thấy Moon đâu cả. Linh đã lục tung ngôi nhà, thế nhưng không thể tìm thấy dấu vết của chú mèo cưng của mình. Thế nhưng khi cô quay trở lại phòng ngủ, thì cô đã giật bắn mình khi thấy Moon đang đứng ở trong góc phòng, mắt nó đang nhìn chằm chằm vào trong bóng tối. Linh cố gắng tiến lại gần, nhưng chú mèo càng gầm gừ dữ dội hơn nữa. Moon chưa bao giờ như vậy trước đây, vì cảm thấy sợ nên cô đã chui vào chăn và cố gắng dỗ mình đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Linh thức dậy và nhìn thấy Moon đang nằm trên sàn nhà, hoàn toàn bất động. Cô đã nhanh chóng đưa chú mèo đến phòng khám thú y gần nhất nhưng mà đã quá muộn, Moon đã ra đi trong giấc ngủ. Bác sĩ thú y cũng không thể làm gì hơn. Linh rất buồn nhưng có một điều gì đó khiến cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô nghĩ rằng vào đêm qua, Moon đã cố gắng bảo vệ cô khỏi một thứ gì đó. Linh bắt đầu kiểm tra và đã biết về quá khứ đen tối của tòa nhà này. Nó thực ra được xây dựng trên một nghĩa trang cổ xưa và nhiều người tin rằng linh hồn của những người đã khuất vẫn còn bám lấy mảnh đất này. Lúc đó thì Linh mới nhận ra Moon đã cố gắng cảnh báo cô về sự xuất hiện của ma quỷ bên trong căn nhà. Thế nhưng từ lúc đó trở đi thì Linh cảm thấy an tâm hơn khi sống ở đây vì cô biết rằng linh hồn của Moon lúc nào cũng đi theo để bảo vệ cho cô. Nhưng đôi khi vào những đêm không trăng thì Linh vẫn nghe vang vẳng tiếng Moon kêu từ trong góc phòng tối. Có phải nó đang cảnh báo cô về sự nguy hiểm mà cô không thể nhìn thấy hay không?